Ok, ai vô. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Khang Huỳnh Akai Gaming nha. Phiên bản đợt này có tới 4 nhân vật và đều đặc biệt là chỉ có Hu Tao là mình sẽ làm video về build thôi. Vì đơn giản là 3 nhân vật còn lại thì mình không có sở hữu cũng như là không được trải nghiệm. Rồi, về Hu Tao. Hu Tao là một DPS hệ hỏa được ra mắt chính thức vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Từ khi ra mắt cho đến nay, Hu Tao vẫn giữ được sức mạnh và độ đa dụng khi chinh chiến trong các mùa La Hoàng. Chỉ khi có quá nhiều boss bay cao hoặc là boss kháng hỏa thì Hu Tao mới bị gọi là bất lực thôi. Ngoài ra, ICD của Hu Tao hồi nhanh tới mức là gần như là không có thời gian hồi. Chính vì vậy nên Hu Tao thường được đem vào các team đánh phản ứng là bốc hơi, tan chảy. Và trước khi Lee Nay ra mắt, Hu Tao được mệnh danh là top 1 DPS hệ hỏa. Nhưng sau khi anh chàng Lee Nay ra mắt và thể hiện sức mạnh của mình, thì chiếc ghế top 1 và DPS hệ hỏa của Hu Tao gần như là đang lung lay rồi các bạn. Có thể nói là xóa ngôi Hu Tao luôn. Ok, giờ chúng ta chính thức vào build Hu Tao nha. Đầu tiên là vũ khí. Hu Tao có khá nhiều vũ khí có thể sử dụng được. Nhưng trong video này, tôi chỉ tổng hợp những loại vũ khí mà Hu Tao có thể sử dụng tốt nhất. Vậy nên các loại vũ khí khác tôi xin phép bỏ qua ha. Ví dụ như là cây xương sống tiên không là vân vân. Về năm sau, đầu tiên là trấn của cô nàng, Trượng Hồ Ma. Tại level 90, vũ khí này sở hữu 66.2% sát thương bột kích và tấn công căn bản là 608. Nội tại là tăng 20% HP và tấn công dựa trên giới hạn máu tối đa của nhân vật. Ngoài ra, nếu nhân vật có máu dưới 50% sẽ nhận được thêm boost tấn công dựa theo 1% giới hạn máu tối đa. Nghe là đã thấy cái này bá đạo rồi đúng không? Ngoài Hu Tao ra thì còn rất nhiều nhân vật có thể sử dụng tốt, tương tự như là sau. Tiếp theo, Hòa Phát Diên. Vũ khí này level 90 có 22.1% tỷ lệ bột kích và tấn công căn bản là 674, rất cao. Nội tại là khi đánh trúng cái địch á, thì tấn công sẽ tăng và cộng dồn tới 7 tầng. Khi đủ 7 tầng thì sẽ tăng 12% sát thương. Tiếp theo là Quyền Trượng Cát Đỏ. Vũ khí này tại level 90 có tới 44.1% tỷ lệ bột kích và tấn công căn bản là 542. Nội tại là tăng tấn công dựa trên 52% tinh thông nguyên tố và kỹ năng nguyên tố đánh trúng cái địch á, sẽ tăng tấn công dựa trên 28% tinh thông nguyên tố của người trang bị. Hiệu quả này cộng dồn 3 tầng. Đây là món vũ khí khá là đặc biệt, để sử dụng tốt thì nhân phẩm đập thánh nhân vật của các bạn phải cao. Phải có tinh thông nguyên tố hoặc là phần trăm HP để mà có thể thay thế đồng hồ và HP thành đồng hồ tinh thông nguyên tố. Nếu không có tinh thông nguyên tố thì sẽ không thể phát huy được nội tại này. Ok, vũ khí năm sao thì chỉ có 3 cây trên thôi. Ngoài ra thì nếu miễn cưỡng thì có thể dùng tạm hủy diệt hoặc là giáo linh thần. Giờ thì cùng mình chuyển sang các loại vũ khí 4 sao ha. Vị trí đầu tiên thì chắc chắn rồi. Thương rồng R5. Vũ khí này tăng tinh thông nguyên tố và nội tại là tăng sát thương gây ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa hoặc là nguyên tố thủy. Đây là món vũ khí cực kỳ ưa chuộng dành cho dân FPB. Tiếp theo là Khúc Ca Vịnh Hẹp. Món vũ khí mới được cập nhật trong nhật ký hành trình. Dòng phụ thì tăng tỷ lệ bột kích và nội tại thì tăng 120% tinh thông nguyên tố. Nếu trong đội có các nhân vật không cùng hệ nguyên tố. Điểm sơ qua tí ha. Team bốc hơi của Hu Tao bao gồm Hu Tao, Zhongli, Yelan và Xin Jiu. Vậy là đủ 3 nguyên tố khác nhau rồi, hỏa, nham, thủy. Rồi, tiếp theo thì là Thương Quyết Chiến. Vũ khí này tại level 90 có tấn công căn bản là 454 và dòng phụ thì tăng 36.8% tỷ lệ bột kích. Nội tại thì nếu có trên 2 cái địch á, thì sẽ tăng 16% tấn công và 16% phòng thủ. Còn dưới 2 cái địch thì tức là boss đơn thì tăng tới 24% tấn công. Rồi, tiếp theo nữa là Thương Hắc Nham. Vũ khí này tại level 90 có tấn công căn bản là 510. Dòng phụ thì tăng 55.1% sát thương bột kích. Nội tại thì sau khi đánh bại cái địch, tấn công sẽ tăng 12%, kéo dài 30 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn lên tới 3 tầng. Cuối cùng là Thương Thiên Nham. Vũ khí này tại level 90 có tấn công căn bản là 565, dòng phụ là 27.6% tấn công. Nội tại thì mỗi khi trong đội có một nhân vật Li Yue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tăng tỷ lệ bột kích. Nhiều nhất có thể cộng dồn tới 4 tầng. Rồi, và đó là những vũ khí mà hiện tại có trong banner. Còn những vũ khí mà Hu Tao có thể sử dụng được như là trong sự kiện đồ đó. Ví dụ như là mũi nhọn của gió nè. Không có nên là tôi sẽ không đề cập ha. Tại vì rất có thể khi mà những bạn mà chơi sau cái sự kiện đó ra mắt á, thì sẽ không sở hữu được các loại vũ khí đó. Rồi, sang phần thánh di vật của Hu Tao. Hu Tao có khá nhiều bộ mít và bộ 4. Về mít thì có thể mít 2 hỏa và 2 tinh thông. Hoặc là 2 hỏa và 2 HP. 2 hỏa và 2 sát thương tấn công thường và trọng kích chẳng hạn. Còn về bộ 4, có tới 4 bộ 4 mà Hu Tao có thể sử dụng được. Đứng đầu là bộ trấn, diệm liệt ma nữ trái rực. Hai món tăng 15% sát thương nguyên tố hỏa. Bộ 4 sẽ tăng sát thương khi mà nhân vật gây ra phản ứng như là bốc hơi, tan chảy, vân vân. Thứ hai là dòng hồi ức bất tận. Hai món tấn công tăng 18%,
Còn bộ 4 món thì khi thi triển kỹ năng nguyên tố, nhân vật có năng lượng nguyên tố cao hơn thì sẽ mất đi 5 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường và trọng kích. Thứ ba là bộ giấc mộng hoàng kim, bộ 2 món là tăng 80% tinh thông nguyên tố. Bộ 4 món, nếu có cùng loại nguyên tố với người trang bị của bộ này á thì sẽ tăng tấn công. Và nếu khác nguyên tố thì sẽ tăng tinh thông nguyên tố. Như tôi đã nói, team Hu Tao thường có 3 nguyên tố khác nhau, thậm chí là 4. Vậy nên cũng rất thích hợp khi mà Hu Tao sử dụng bộ này. Thứ tư là bộ thánh di vật được cập nhật mới đây, bộ thợ săn. Hai món tăng 15% sát thương từ tấn công thường và trọng kích. Bộ 4 món thì khi HP có tăng hoặc là giảm á, sẽ tăng 12% tỷ lệ bạo kích và có thể cộng dồn lên tới 3 tầng, tức là cao nhất là 36% tỷ lệ bạo kích. Về các món, mũ sẽ là mũ tỷ lệ bạo hoặc là sát thương bạo kích, đồng hồ sẽ là đồng hồ HP. Tuy nhiên nếu như mà hụt tao bạn đã sở hữu trấn và có dòng phụ là có tí HP rồi thì có thể chuyển sang đồng hồ tinh thông nguyên tố. Đây được coi là lựa chọn ngon nhất hiện tại, mỗi phát thể chọc lên tới 125 cho tới 150 k đam, tùy phần nhân phẩm đập thánh di vật ha. Tiếp theo là ly, ly sẽ là ly tăng sát thương nguyên tố hỏa. Về dòng phụ, ưu tiên tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, tinh thông nguyên tố, HP, tấn công hoặc chút hiệu quả nạp thì vẫn được. Về ưu tiên nâng thiên phú, ưu tiên nâng đánh thường và kỹ năng nguyên tố, sau đó là nâng luôn kỹ năng nộ. Thì Hu Tao là một DPS nên là các chiêu thức của cô nàng này đều tận dụng tối đa sát thương, kỹ năng nộ cũng vậy. Và điều đặc biệt hơn là kỹ năng nộ của Hu Tao thường là sử dụng trong các team nút đam. Và cuối cùng là phần chỉ số tốt nghiệp của Hu Tao. Nói thật là về cái nhân vật này thì nó có khá nhiều kiểu đa dạng, cho nên là các bạn hãy nhìn vào cái bảng mà tôi đã liệt kê rồi ha. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái chỉ số phù hợp. Đầu tiên là bắt buộc rồi, tỷ lệ đột kích khoảng chừng tầm 60 cho tới 65%. Tại vì như các bạn biết đó, mỗi lần Hu Tao chọc thì nếu như mà tập đó rất là ố già các bạn. Nói chung thì cũng còn tùy nhân phẩm nữa, để 60 hoặc là 65 thì đôi khi nó cũng tạch chứ nó không có phải là đảm bảo hoàn toàn. Tuy nhiên thì 60 tới 65 thì đó là một con số ổn định để mà các bạn đạt được, cũng như là để cân bằng cho cái chỉ số sát thương bạo kích nữa, vân vân. Rồi, tiếp đến là phần sát thương bạo kích thì nó sẽ tùy theo từng loại vũ khí ha. Về vũ khí tỷ lệ bạo kích hay là sát thương bạo kích thì hai món vũ khí này thì nó sẽ giúp các bạn build nó dễ hơn. Nó là sẽ đánh giá là khoảng chừng tầm 210 cho tới 240. 210 đối với những loại vũ khí mà 4 sao hoặc là 5 sao nhưng mà ít. Còn 240 là tối đa của cây hộ ma hoặc là có thể là cao hơn nữa. Nói chung thì con số 240 là đại diện cho cây hộ ma. Còn về vũ khí tấn công hoặc là thương rồng á thì để khoảng chừng tầm 170 trở lên được rồi. Nói chung thì tối thiểu là 170 như là đã tốt nghiệp là ngon rồi đó. Ở các bạn lưu ý nè, HP của Hu Tao khá là quan trọng ha. Nó không có phụ thuộc vào tấn công như là các nhân vật khác mà nó phụ thuộc vào HP. HP của các bạn càng cao thì cái sức tấn công mà Hu Tao gây ra nó sẽ càng nhiều. Rồi, lượng máu ổn định nhất của Hu Tao thì chắc chắn rồi, 30k trở lên. Nếu như mà có hộ ma thì chắc chắn là máu của bạn sẽ tăng lên, tại vì cái nội tại của cây hộ ma nó có tăng HP mà. Rồi, về chỉ số tinh thông nguyên tố thì nó cũng rất là quan trọng. Chỉ số không thể thiếu khi mà các bạn chơi đến phản ứng. Tôi sẽ để đây 3 mốc, một là 60 tới 123, rồi sau đó là 221. 60 cho tới 123 là những loại vũ khí khác, ví dụ như là tấn công tỷ lệ, sát thương một kích đâu đó, là các bạn sẽ kiếm tinh thông trong cái dòng phụ thánh di vật. Còn một riêng cái 123 này thì có cái cây vũ khí trong nhật ký hành trình mới á, nó có cái nội tại ở dưới là tăng tới 120 tinh thông lận. Còn về cái phần 221 này là khi bạn sử dụng cây thương rồng ha. Rồi, tóm cái váy lại thì tinh thông nguyên tố của Hu Tao sẽ từ 60 cho tới 123 tùy theo loại vũ khí cũng như là thánh di vật cũng như là nhân phẩm nữa. 221 là khi bạn sử dụng thương rồng. Còn về hiệu quả nạp của Hu Tao thì nói thật là có một chút cũng được, hoặc là không có cũng không sao. Đội hình của Hu Tao thì các bạn có thể tham khảo tại đây nha. Ok, và đó là những chia sẻ của mình với nhân vật Hu Tao dựa trên trải nghiệm của mình. Video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Quỳnh Akai xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ôi, ôi, ôi.